Hồi nhỏ thì nhìn Linh giống như là một thằng con trai, vừa đen vừa nhỏ con nữa. Cho nên là mỗi lần mà chơi thi hoa hậu hay là chơi công chúa bà hoàng gì thì Linh chỉ toàn đóng vai người hầu thôi. Cho nên là lúc nhỏ chỉ muốn là mình đẹp thôi chứ cũng chưa thích ca hát như bây giờ. Và cũng không nghĩ là mình sẽ trở thành ca sĩ đâu. Cho tới bây giờ khi mà đã đứng ở trong top 2 của Vietnam Idol thì đối với Linh cái danh hiệu thần tượng nó cũng không có gì là quá quan trọng. Đêm cuối cùng này thì mỗi thí sinh phải hát 3 ca khúc, mà thời gian thì cũng chỉ có như vậy thôi. Cho nên là bọn Linh đã phải tập luyện rất là nhiều. Và suốt cái quá trình được tập với các ca sĩ đàn chị thì các chị đã chỉ dạy cho bọn Linh rất là nhiệt tình. Và Linh đã có thêm rất nhiều ý tưởng cho cái phần dự thi của mình. Có trở thành thần tượng âm nhạc Việt Nam 2010 hay không thì ngay sau cuộc thi Linh sẽ làm những việc mà Linh nghĩ là giống như một lời cảm ơn gửi đến tất cả những ai đã luôn yêu quý và ủng hộ Linh. Và Linh mong muốn là sẽ giữ được cái sợi dây tình cảm đó càng bền chặt, chừng nào càng tốt. Cho chúng ta một đêm.
Tôi ghen thiệt với Uyên Linh, Uyên Linh ơi. Chị phát hiện ra thêm một, tôi phát hiện ra thêm một khả năng nữa của Uyên Linh, đó là làm tất cả mọi người phát điên. Cái khoảnh khắc mà chúng tôi chờ đợi bạn hát và đến khi bạn cất lên tiếng hát, thực sự đã làm cho tất cả chúng tôi quên đi mọi thứ trên đời. Dù chúng tôi đang buồn, dù chúng tôi đang lo lắng hay chúng tôi đang làm gì, tất cả mọi thứ đã dừng lại. Bởi vì khoảnh khắc đó là khoảnh khắc mà Uyên Linh cất giọng hát. Tôi thì tôi thấy bạn hát bài này không giống, không ra một bài chiến thắng, mà nó ra một bài tình yêu. Mà tôi nghĩ đối với những cái bài mà theo kiểu đơn đặt hàng vậy, cái mà hạnh phúc nhất là nó thoát ra được khỏi cái đơn đặt hàng và nó thành một cái ca khúc sống với đời sống. Tôi thấy là nhạc sĩ Tuấn đang rất là vui đó. Tôi không biết phải nói như thế nào để khác là em làm cho tôi nghẹn ngào thế này. Em tôi nghĩ rằng là tại sao cái thi lần đầu idol của em, tại sao em không thành công nhỉ? Tại sao chúng tôi lại thiếu sót một điều đấy? Lỗi là có một phần là tại chị ấy. Em ơi, tại vì khi mà em hát bài hát này, chị không nghĩ là một bài, không, chị không muốn so sánh em và Mai Hương, nhưng mà thực sự đó là em hát bài hát này, cái độ cảm xúc em tăng gấp bội lần, tại vì chị nghĩ rằng là cái sự chững chạc đó của em, có khi là em là mẹ cám cho nên là chị nghĩ rằng là mẹ cho nên là chị nghĩ rằng là em hát bài này nó rất hay. Em phải nói là lời cảm ơn anh Huy Tuấn, bài hát này thực sự là em làm cho tôi muốn khóc. Tôi thì cũng mang tiếng là cũng được đào tạo, tất nhiên là cũng không có đến đầu đến đũa lắm. Gia đình thì cũng là nhà giáo, nhưng mà thực ra thì tôi không có quan trọng và tôi cũng không có tin tưởng lắm về cái những cái chuyện đào tạo. Và tôi thật sự thán phục em, vì em thực ra không được đào tạo, nhưng tôi nghĩ là cái điều, một điều quan trọng nhất của một nghệ sĩ cũng như là một của ca sĩ là thẩm mỹ và tâm hồn, thì cái đấy tôi nghĩ là không đào tạo được, và cái đấy thì em có rất là nhiều, và tôi thành thật là ngả mũ. Wow. Mã số bao nhiêu ạ? Vâng, và chúng ta còn phải nghe lại bài hát này trong đêm gala. Chính vì vậy hãy soạn tin 2 gửi về số 6358.